Thưa quý vị, viêm gan B là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu và là bệnh nhiễm trùng gan phổ biến nhất thế giới. Ở giai đoạn mãn tính, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một người đàn ông ở Bắc Ninh do không biết mình mắc viêm gan B. Ông đã dùng thuốc nam để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong quá trình đó, ông đã phát hiện mình bị viêm gan B giai đoạn muộn. Bác sĩ Nguyễn Quốc Phương khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, Tại Việt Nam có 8 đến 10% dân số mắc viêm gan B tương đương khoảng 8 đến 10 triệu người. Bệnh viêm gan B không biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài, trừ viêm gan B cấp hoặc đợt cấp của viêm gan B mạn. Vì vậy, người bệnh không đi khám và không phát hiện được mình bị nhiễm virus viêm gan B, trường hợp ông Hát. là một ví dụ điển hình. Ông Hát đã dùng thuốc nam để điều trị bệnh COPD. Ông chỉ được phát hiện viêm gan B tình cờ, không chủ động kiểm tra trong đợt ốm nặng lúc đó bệnh viêm gan đã ở giai đoạn muộn có biến chứng sơ gan sơ gan mất bù chưa loại trừ ung thư gan để phòng bệnh và quản lý theo dõi điều trị tốt bệnh viêm gan b bác sĩ nguyễn quốc phương khuyến cáo người dân cần chủ động đi xét nghiệm sàng viêm gan b xem có bị mắc viêm gan b không để còn có kế hoạch quản lý theo dõi và điều trị nếu người bệnh đã có bệnh về gan thì tuyệt đối không được dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ đặc biệt là thuốc nam thuốc đông y không rõ nguồn gốc khi phát hiện bị viêm gan B cần phải theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng viêm gan B gây ra như sơ gan và ung thư gan. Ung thư gan nguyên phát, HCC, có thể xuất hiện trên nền gan lành, chưa sơ hóa hay sơ gan. Ở người bệnh viêm gan B, nếu được chẩn đoán sớm thì sẽ có những can thiệp điều trị sớm và tốt nhất cho người bệnh. Dùng thuốc nam chữa bệnh phổi mãn tính, người đàn ông phát hiện viêm gan B, ông N, K, H. 68 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh, có tiền sử COPD nhiều năm. Hai tháng nay, ông thường xuyên xuất hiện những cơn khó thở và tự ý mua thuốc nam về uống, tình trạng khó thở không cải thiện, tăng dần lên. Ông được chuyển đến bệnh viện huyện điều trị đợt cấp COPD. Khi có kết quả xét nghiệm men gan tăng, ông được chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh, được xét nghiệm có HBSAg dương tính và chẩn đoán là bị viêm gan bê mạn. Sau 3 tuần điều trị, tình trạng vàng da, bụng trướng tăng lên. Ông được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Sau 10 ngày tình trạng bệnh đỡ, giảm, ông được chuyển trở lại bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị tiếp. Tuy nhiên, chỉ một thời gian, ông hát, xuất hiện ý thức chậm dần, mệt mỏi, vàng da, trướng bụng tăng dần kèm khó thở. Sau đó ông được chuyển đến khoa viêm gan, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong tình trạng da củng mạc mắt vàng, phù hai chi dưới, tiểu ít, bụng trướng căng được chẩn đoán suy gan cấp viêm phổi viêm gan B COPD ngày 19 tháng 5, ông hát được chuyển khoa hồi sức tích cực với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết tiền hôn mê gan sơ gan theo dõi hội chứng gan thận viêm gan B mạn COPD ngày 24 tháng 5, ông hát xuất hiện đau bụng bụng trướng căng dẫn lưu ở bụng ra 1.000 ml máu đỏ tươi da xanh mạch nhanh khó bắt nổi vân tím toàn thân sông đê dạ dày không có máu khi đường siêu âm ổ bụng cấp, khối dưới gan theo dõi u dưới gan chưa loại trừ xuất huyết vùng túi mật. Bệnh nhân được truyền máu tối cấp, truyền dịch, mạch bắt gió hơn, huyết áp 100 phần 60 mm thủy ngân. Tuy nhiên bụng bệnh nhân còn trướng, dẫn lưu dịch ổ bụng vẫn tiếp tục chảy, không cầm máu. Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong, gia đình xin về chăm sóc tại nhà. Khi phát hiện bị viêm gan B, cần phải theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng viêm gan B gây ra như sơ gan hay ung thư gan. Nếu được chuẩn đoán sớm thì sẽ có những can thiệp điều trị sớm và tốt nhất cho người bệnh.